Hôm nay ngày 3 tháng 1 mình có một số cái phôi hàng khai thác núi rừng giao lưu đến mọi người ở gầm trắc và bạch mai rừng. Hai dòng cây rất là dễ trồng, tỷ lệ sống hầu như là 100%. Đầu tiên là lô trắc mã số 1. Cây trắc dây, dòng cây gỗ quý hiếm. Giá cả lô là 250 bao ship, bao gồm 3 phôi. Phôi này cao 45. Dòng trắc rất là dễ trồng nên mọi người yên tâm, tỷ lệ sống sẽ rất là cao. Lô trắc mã số 1 giá 250 bao ship. Phôi trắc mã số 2 giá 300 bao ship. Hoành tầm 40, chiều cao 50. Phôi trắc dây mã số 2 giá 300 bao ship. Tiếp theo là phôi bạch mai rừng mã số 3. Cái này hoành thân tầm 50. Cây rất là to, chiều cao 1 mét. Cây cốt to, rễ đế rất là nhiều. Dòng bạch mai rừng cũng rất là dễ trồng. Cây bạch mai rừng có tên gọi khác là cây thành ngạnh. Dòng cây có thể chữa được bệnh, các bệnh về não rất là hay. Bệnh não và trí nhớ thì sẽ rất là hay. Mọi người có thể tra khảo thêm trên Google. Cây bạch mai rừng mã số 3. Phôi rất là to. Phôi bạch mai rừng mã số 4 giá 280 bao ship. Hoành thân tầm 30, chiều cao 55. Phôi bạch mai rừng mã số 4. Phôi trắc mã số 5 giá 1 triệu bao ship. Cây cốt đế rất là to, bể cốt chảy xệ rất là to. Dáng rất là hay. Chiều cao là 60. Phôi trắc mã số 5 giá 1 triệu bao ship. Gỗ trắc thì mọi người rất là ưa dùng trong thủ công mỹ nghệ, trang trí các vật dụng rất là hay. Bởi vì gỗ trắc rất là chắc và bền. Trắc là loại lụa đỏ đen, lụa rất là chắc. Phôi trắc dây mã số 5 giá 1 triệu bao ship. Cây cốt đế chảy xệ. Và cây cuối cùng trong clip là cây bạch mai rừng mã số 6 giá 850 bao ship. Cây dáng bay, hoành là tầm 45. Cây có chiều cao là 70. Cây bạch mai rừng mã số 6 giá 800 bao ship. Cây cốt to. Mình xin đi kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950. Đây còn là số Zalo của mình.